Dù không còn là phân khúc ô tô du lịch có thị phần lớn nhất tại Việt Nam, khi bị nhóm SUV đô thị lấn át về mặt doanh số, các dòng sedan cỡ B vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và lựa chọn của khách hàng, trong nước nhờ khả năng đáp ứng tốt cho cả mục đích sử dụng gia đình lẫn kinh doanh cùng với giá bán dễ tiếp cận tầm 500 đến 600 triệu. Nằm trong diễn biến đó, Hyundai Accent, Toyota Vios và Honda City vài năm qua đã liên tiếp tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn về giá bán nâng cấp mẫu mã, cải tiến trang bị để thu hút khách hàng. Ở năm 2023, Hyundai Accent với tổng lượng xe tiêu thụ đạt 17.452 chiếc đã vươn lên mạnh mẽ, để chiến thắng kỳ phùng địch thủ Toyota Vios bán 13.521 chiếc, đồng thời bỏ xa Honda City bán 9.894 chiếc. Tiếp nối cuộc đua đang diễn ra sát sao trong năm 2024, Hyundai chuẩn bị tung ra thế hệ tiếp theo của Accent vào ngày 30 tháng 5 vừa qua, nhằm hướng đến năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu phân khúc sedan phổ thông. Hiện tại, tính đến hết tháng 4, mẫu xe Hàn Quốc đang tạm dẫn đầu với kết quả tích lũy 3.096 chiếc, bám sát phía sau vẫn là Vios là 2.680 xe, và City là 2.570 xe. Có thể thấy, mức tranh lệch doanh số giữa Ersen với hai đối thủ Nhật Bản là không nhiều, hoàn toàn có thể bị san lấp nếu Hyundai thành công, có nước đi không hợp lý khi thị trường sắp bước, vào giai đoạn chốt doanh số cuối quý 2. Ở các thị trường nước ngoài, Hyundai Osen thế hệ thứ 6 có thêm tùy chọn động cơ tăng áp, mới cùng gói an toàn chủ động. Dù vậy, các phiên bản sắp trình làng tại Việt Nam bỏ ngỏ khả năng được nâng cấp hai yếu tố quan trọng này để không đẩy giá bán lên quá cao. Hyundai Osen 2024 có thể bán ra với giá đề xuất giao động khoảng 440 đến 560 triệu đắt hơn đời xe cũ là 426 đến 542 triệu trên dưới 20 triệu đồng. Đặt cạnh Toyota Vios giá 458 đến 545 triệu các phiên bản Hyundai Elantra mới sẽ không còn nhiều lợi thế về giá bán như trước, dễ khiến nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ cân nhắc và ưu tiên chọn mẫu xe của Toyota vốn được đánh giá nhỉnh hơn về chi phí sử dụng, độ tin cậy cũng như giá trị thanh khoản cao. Còn so sánh với Honda City giá khởi điểm từ 559 triệu, Hyundai Elantra 2024 ít nhiều có thể tự tin với mức giá cạnh tranh hơn, đi cùng thiết kế mới bắt mắt và danh sách tiện nghi an toàn được nâng cấp. Dù vậy, bộ phận người dùng chú trọng đến trải nghiệm cầm lái và không gian sử dụng nhiều khả năng vẫn sẽ nghiêng về đại diện Honda vốn có thông số nổi trội hàng đầu phân khúc. Ở tương lai xa hơn, tùy theo diễn biến thị trường, mà hãng ô tô Hàn Quốc có thể tung ra chính sách ưu đãi, giảm giá cho Azen để thúc đẩy doanh số, đặc biệt là giai đoạn cuối năm và giành được lợi thế trước Vios cũng như City. Còn hiện nay, ngoài việc chuẩn bị tung ra Azen thế hệ mới, Hyundai còn đang gấp rút dọn kho phiên bản cũ với nhiều khuyến mại tại hệ thống đại lý. Đây có thể xem là động thái cần thiết để hãng xe Hàn Quốc duy trì được doanh số cho Hyundai Accent trong tháng 5, tránh việc bị các đối thủ san bằng doanh số ở giai đoạn chuyển tiếp giữa hai đời xe.